Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành giao thông vận tải đã nỗ lực vượt qua thách thức, ghi nhiều dấu ấn, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được Bộ Giao thông Vận tải xác định là khâu đột phá. Bộ Giao thông Vận tải dẫn đầu các bộ ngành về giải ngân đầu tư công. Kết thúc năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến giải ngân được khoảng 53.000 tỷ đồng, tương đương 96% kế hoạch. Trong lĩnh vực hàng không, Việt Nam là một trong những nước trong khu vực đi đầu mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19. Các dự án giao thông trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính được triển khai quyết liệt. Trong năm, Bộ Giao thông Vận tải đã đơn giản hóa 30 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, 9 thủ tục lĩnh vực hàng hải và 4 thủ tục lĩnh vực đăng kiểm. Về phía tỉnh Thái Nguyên, trong năm 2022, cùng với cả nước, tình hình trật tự an toàn giao thông được kiểm soát, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí so với năm 2021. Theo đó, toàn tỉnh xảy ra 136 vụ, làm chết 39 người, bị thương 125 người, thiệt hại tài sản ước tính trên 3,2 tỷ đồng. Các mặt công tác khác đạt và được duy trì theo kế hoạch.